Xin chào tất cả mọi người. Như mọi người đã biết thì Long Vũ vừa trải qua một vai diễn chính đầu tay của mình và đã hoàn thành nó rồi. Thì để có được Long Vũ ngày hôm nay thì không thể thiếu được bóng dáng người phụ nữ rất quan trọng, đấy là mẹ của mình. Đó. Thì để tri ân mẹ cũng như là báo hiếu cho mẹ, ngày hôm nay mình quyết định tìm một món quà và mua tặng cho mẹ. Qua sự cố vấn cũng như là tư vấn của anh em bạn bè, mọi người xung quanh thì mình đã tìm ra được nó rồi. Và món quà này trực tiếp liên quan đến hoa lan hồ điệp. Mà trùng hợp thay thì mẹ mình rất thích hoa lan hồ điệp ấy. Thế nên là hôm nay mọi người đồng hành cùng mình xem đấy là gì nhá. Thấy đây là bộ này rất hợp với mẹ của anh. Nếu mà anh tặng mẹ thì sẽ thay lời gửi gắm được những tình cảm chân thành và sâu sắc nhất dành cho mẹ. Bộ trang sức này còn được lấy cảm hứng từ những bông hoa lan hồ điệp với vẻ đẹp thanh nhã và bền bỉ. Anh thể xem qua sản phẩm này. Đây là nhẫn này, trên tai, đất lắc tay, còn đây và là dây chuyền. Rồi, ok. Thế thì chốt. Chị gói mua luôn đúng không anh? Vâng, mua. Có gì chị gói lại hết rồi em. Dạ vâng ạ. Chị gói quà rồi em. Dạ vâng, được ạ. Tặng mẹ mà. Dạ. Sẽ có quà cho mình nhá. Dạ dạ. Ngày hôm nay mình đến Bảo Tín Mạnh Hải được các bạn nhân viên tư vấn rất nhiệt tình và chu đáo. Mà khi nghe các bạn nói về ý nghĩa của bộ sưu tập thì cảm động vô cùng. Mọi người còn có cơ hội trúng ô tô VinFast VF3 với cả iPhone 16 Pro Max nữa đấy. Thế mình chốt nguyên một bộ về ngay cho mẹ mình chứ còn gì nữa, có suy nghĩ gì nhiều đâu. Tín Mạnh Hải xin cảm ơn ạ. Ôi anh, đi mua quà cho mẹ người yêu đây. Người em làm gì có người yêu đâu, rồi em đi mua quà cho mẹ. Rồi vừa rồi vất vả, báo hiếu. Thế ông già nhiều tiền lắm mà chắc là mua cho người yêu đúng không? Không. Nhưng mà anh đúng mua. Anh chưa, anh đã chọn được gì đâu, bây giờ vào xem. À cho vợ. Cho vợ. Cho vợ, trẻ em là cho người yêu à? Vâng. Giới thiệu mọi người thì anh Mạnh Trường là một trong hình mẫu lý tưởng của Long Vũ về diễn viên rất là giỏi về chuyên môn cũng như là người đàn ông của gia đình. Đỉnh luôn. Rồi, thank you em. Rồi, có gì anh alo sau nhá. Em okay, chạy đi về tặng mẹ trước. Ok, bye bye. Ây da. Phần tìm, phần mua hoàn thành. Bây giờ phần khó nhất ấy, tặng quà. Bye bye.